Án mạng kinh dị khi linh hồn tìm kiếm sự tha thứ. Hà Nội, với những con phố dập bóng cây và những ngôi nhà cổ kính, luôn mang trong mình một vẻ đẹp mê hoặc nhưng cũng đầy bí ẩn. Trong số đó, ngôi nhà cổ tại số 28 phố Hàng Bông nổi bật với kiến trúc thời Pháp và những câu chuyện huyền bí bao quanh nó. Người dân trong khu phố thường thì thầm về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra bên trong những bức tường rêu phong của ngôi nhà này. Họ nói rằng những bóng ma của những người đã khuất vẫn lang thang trong đó, như những linh hồn không thể siêu thoát. Một buổi chiều tháng 10, cơn gió se lạnh thổi qua những con phố, báo hiệu mùa thu đã về. Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua những ô cửa sổ bằng kính của ngôi nhà cổ, tạo nên một không khí huyền bí. Trong ngôi nhà, một vị quan trẻ tuổi tên là Lâm, với gương mặt thanh tú và trí tuệ sắc sảo, vừa trở về từ trường thi với những thành công rực rỡ. Mọi người trong gia đình đều hân hoan chào đón, nhưng trong lòng Lâm vẫn có một nỗi lo lắng không nguôi. Ngôi nhà cổ này từng là nơi cư ngụ của tổ tiên ông, và Lâm đã nghe rất nhiều câu chuyện về những bí ẩn xa trong đó từ nhỏ. Ông nội của Lâm thường kể về một người phụ nữ đẹp, áo dài trắng, đã biến mất một cách bí ẩn trong ngôi nhà, để lại những lời thì thầm từ quá khứ. "Cháu hãy cẩn thận với những bóng ma trong nhà," ông nội thường nói. "Chúng có thể mang đến cho cháu cả may mắn và xui xẻo." Lâm cười khẩy trước những lời cảnh báo đó. Anh không tin vào những điều huyền bí, nhưng một phần trong lòng vẫn cảm thấy rờn rợn. Vào đêm đầu tiên trở về nhà, khi ánh đèn dầu tỏa ra những tia sáng yếu ớt, Lâm nằm trên giường và lắng nghe những âm thanh lạ lùng phát ra từ các góc tối trong ngôi nhà. Rồi một đêm, khi trời đã khuya, Lâm tỉnh dậy bởi âm thanh như có tiếng khóc thút thít. Anh bật dậy, tim đập thình thịch, đi ra ngoài để tìm hiểu. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ. Lâm đi về phía âm thanh, lòng đầy hồi hộp. Khi anh đến gần phòng khách, tiếng khóc càng lúc càng rõ. Lâm mở cửa và đứng sững lại. Trong bóng tối, một bóng dáng phụ nữ đứng lặng lẽ, mặc một chiếc áo dài trắng, tóc dài xõa ngang vai. "Cô là ai?" Lâm hỏi, giọng anh run rẩy. Bóng dáng quay lại, khuôn mặt không thể nhìn rõ vì ánh sáng quá yếu, nhưng Lâm cảm nhận được ánh mắt bi thương của cô ta. "Tôi là Linh, một linh hồn lạc lối. Tôi cần sự giúp đỡ của anh." Lâm nuốt nước bọt, lòng đầy nghi hoặc. "Cô muốn gì?" "Tôi bị mắc kẹt ở đây, trong ngôi nhà này. Tôi cần tìm lại những kỷ niệm đã mất," Linh nói, giọng nói như gió thoảng qua, đầy nỗi đau. Lâm cảm thấy một sức hút kỳ lạ từ Linh. Anh không thể lý giải được cảm giác này, nhưng một phần trong anh muốn giúp đỡ. "Tôi sẽ giúp cô," anh hứa, lòng đầy quyết tâm. Ngày hôm sau, Lâm bắt đầu điều tra về quá khứ của ngôi nhà. Anh tìm đọc những cuốn sách cổ, hỏi thăm những người sống gần đó. Mọi người kể lại rằng Linh từng là một cô gái xinh đẹp, yêu một chàng trai nhưng bị gia đình chia cách. Cô đã đau khổ đến mức tự vẫn trong ngôi nhà này, để lại những vết hằn không thể xóa nhòa. "Cô ấy không thể siêu thoát vì những điều chưa được giải quyết," một người hàng xóm nói với Lâm. "Cô ấy cần phải tìm lại tình yêu của mình." Lâm cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh quyết định sẽ tìm hiểu về chàng trai đã làm Linh khổ đau. Với sự trợ giúp của những người bạn, Lâm lần theo dấu vết trong ký ức của ngôi nhà, dần dần khám phá ra những bí mật bị chôn vùi từ lâu. Một ngày nọ, trong một buổi chiều đẹp trời, Lâm tìm thấy một bức thư cổ nằm trong một cái hộp gỗ cũ kỹ ở gác mái. Bức thư ghi lại những cảm xúc sâu sắc giữa Linh và người yêu của cô, một chàng trai tên là Quân. Họ đã hẹn ước sẽ gặp lại nhau, nhưng cuộc đời đã đưa họ vào những ngã rẽ khác nhau. Trời ơi, cô ấy vẫn chờ đợi anh ta. Lâm thầm nghĩ, lòng đầy thương cảm. Anh quyết định sẽ tìm kiếm Quân, với hy vọng rằng anh ta còn sống và có thể giúp Linh tìm được bình yên. Những ngày tiếp theo, Lâm tìm kiếm thông tin về Quân. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, anh phát hiện ra rằng Quân đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng, nhưng sống rất kín tiếng. Địa chỉ của Quân nằm ở một vùng ngoại ô Hà Nội, nơi mà thời gian như dừng lại. Lâm không chần chừ, anh lập tức lên đường. Sau một ngày dài đi bộ, cuối cùng anh cũng tìm thấy ngôi nhà của Quân. Ngôi nhà nhỏ nhưng đẹp, với những cây hoa nở rực rỡ. Lâm gõ cửa và một người đàn ông trung niên ra mở. "Xin chào, tôi là Lâm. Tôi muốn hỏi về Linh, cô ấy là người yêu của ông, đúng không?" Lâm nói, hơi hồi hộp. Người đàn ông nhìn Lâm, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn. "Đúng vậy, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Linh đã ra đi và tôi cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó."
nhưng cô ấy vẫn chưa siêu thoát. Cô ấy cần ông. Lâm thốt lên, không thể kiềm chế được cảm xúc. Quân im lặng trong giây lát, rồi thở dài. Tôi biết, nhưng tôi đã làm cho cô ấy đau khổ. Tôi không thể quay lại. Tôi đã có vợ và con. Nhưng cô ấy vẫn chờ đợi ông. Lâm nói, lòng đầy quyết tâm. Ông phải giúp cô ấy, chỉ có ông mới có thể mang lại cho cô ấy sự bình yên. Quân nhìn thẳng vào mắt Lâm, ánh mắt ông đầy đau khổ và tiếc nuối. Cuối cùng, ông gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đến. Khi Quân và Lâm trở về ngôi nhà cổ, bóng đêm đã buông xuống, mang theo một cảm giác hồi hộp khó tả. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng không khí xung quanh vẫn ngột ngạt, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra. Khi họ bước vào ngôi nhà, Linh xuất hiện, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông ấy đã đến, Lâm nói, lòng đầy hạnh phúc. Quân tiến lại gần Linh, đôi mắt họ giao nhau, những kỷ niệm xưa ùa về. Tôi xin lỗi Linh, tôi đã không thể đến bên em, Quân nói, giọng ông run rẩy. Em đã chờ đợi rất lâu, Linh đáp, nước mắt rưng rưng. Tại sao anh lại bỏ rơi em? Tôi đã không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi luôn yêu em, Quân nói, giọng đầy cảm xúc. Lâm đứng nhìn họ, cảm giác như mình đang chứng kiến một điều kỳ diệu. Anh biết rằng mình đã làm đúng, nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến ánh đèn dầu chao đảo. Linh quay lại, ánh mắt cô ta đã thay đổi, trở nên đầy căm phẫn. Anh đã đến quá muộn, Quân. Cô ta thét lên. Sự phản bội của anh không thể tha thứ. Một tiếng nổ vang lên và một cánh cửa trong ngôi nhà bỗng nhiên bật mở. Lâm và Quân hoảng sợ, nhận ra rằng họ đã chạm vào một điều mà không thể lường trước. Những bóng ma trong ngôi nhà bắt đầu xuất hiện, những gương mặt quen thuộc nhưng đau đớn. Chúng ta không thể để điều này tiếp diễn. Quân la lên và Lâm cảm thấy một sức mạnh bên trong mình trỗi dậy. Hãy tha thứ cho nhau. Lâm kêu lên, lòng anh tràn đầy sự đồng cảm. Đây là cơ hội để kết thúc nỗi đau. Không khí trong ngôi nhà cổ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Những âm thanh như tiếng thở dài từ những linh hồn xung quanh vang lên như đang chứng kiến một cuộc chiến không hồi kết. Linh, với đôi mắt đầy căm phẫn, không chỉ là một linh hồn đau khổ mà còn là hình ảnh của sự phản bội. Quân và Lâm đứng đối diện, chưa từng cảm thấy tình huống này căng thẳng đến thế. Anh đã đến quá muộn, Quân. Linh gào thét, âm thanh như những tia chớp cắt ngang không gian, làm cho những bức tường rêu phong rung chuyển. Mọi thứ đã không còn như trước. Quân thở dài, sự ân hận hiện rõ trên gương mặt ông. Linh, tôi biết mình đã sai. Tôi đã để em lại một mình. Nhưng tôi luôn yêu em. Tôi chưa bao giờ quên em. Yêu? Linh nhếch môi, giọng cô chứa đầy mỉa mai. Nếu anh yêu tôi, tại sao lại để tôi chết trong cô đơn? Tại sao lại để tôi trở thành một linh hồn lạc lối? Bầu không khí trong ngôi nhà trở nên nặng nề và những bóng ma xung quanh như đang lắng nghe, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Lâm cảm thấy lòng mình rối bời. Anh biết mình phải làm gì đó để hóa giải mâu thuẫn này. Linh, xin cô hãy lắng nghe. Anh nói, cố gắng để truyền đạt nỗi lòng mình. Tất cả chúng ta đều có những nỗi đau riêng. Chúng ta không thể sống trong quá khứ mãi mãi. Linh quay sang nhìn Lâm, ánh mắt như chất chứa ngàn vạn điều. Người sống không hiểu được nỗi khổ của người chết. Anh không thể nói với tôi phải làm gì, phải cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi hiểu nỗi đau của cô, Lâm thốt lên. Cô không muốn bị mắc kẹt ở đây giữa những kỷ niệm buồn tủi. Hãy để Quân giúp cô, hãy để cô ấy có được sự bình yên. Quân tiến lại gần Linh. Đôi mắt ông giờ đã không còn sự sợ hãi mà tràn đầy kiên quyết. Linh, hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ không để em lại một lần nữa. Hãy để tôi cùng em đi tìm ánh sáng. Ánh sáng? Linh nhếch môi, nhưng lần này trong giọng nói của cô có chút nghi hoặc. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, Quân. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải cố gắng. Quân nói, nắm chặt tay Linh, ánh mắt ông tràn đầy hy vọng. Hãy để tôi dẫn dắt em trở về. Cảm xúc trong không khí như một cơn sóng, Linh nhìn Quân, gương mặt cô dần dần hiện lên sự mềm mại. Ánh mắt đau khổ giờ đây được thay thế bằng sự mong mỏi. Tôi muốn được tự do, cô thầm thì, nhưng tôi sợ. Không có gì phải sợ cả. Lâm nói, lắng nghe những lời Linh nói. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với quá khứ, cùng nhau vượt qua nỗi đau. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, những linh hồn xung quanh như đang chờ đợi một quyết định. Lâm nhận thấy một vài bóng ma đã nhích lại gần hơn, như thể họ cũng mong muốn được giải thoát. Linh, hãy để cho bản thân cô được cảm nhận niềm vui và hạnh phúc. Hãy tha thứ cho Quân và cũng tha thứ cho chính mình.
Linh nhìn Quân, rồi lại nhìn Lâm. Tôi đã quá đau khổ, quá lâu rồi, cô nói, giọng nghẹn lại. Có lẽ tôi nên học cách tha thứ. Đúng vậy, Quân gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã để em phải chịu đựng quá nhiều. Nếu có thể, tôi mong muốn tất cả mọi thứ sẽ trở lại như trước. Khi hai người nhìn nhau, một cảm giác ấm áp dâng lên trong không khí, như thể ánh sáng từ một ngọn nến lung linh giữa đêm tối. Nhưng rồi, những bóng ma xung quanh dần bắt đầu gào thét, như thể họ đang cảm thấy sự thay đổi này. Không, không thể. Một bóng ma lớn tiếng kêu lên, chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong đau khổ mãi mãi, Lâm kêu lên. Nếu chúng ta không giải thoát cho chính mình, thì chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi đau. Những linh hồn bắt đầu bùng lên cơn giận dữ như những con sóng vỡ òa. Chúng ta không thể tha thứ, một bóng ma khác hét lên, chúng ta không thể sống trong ánh sáng. Quân và Linh, cả hai nhìn nhau, lòng đầy quyết tâm. Chúng ta phải chiến đấu. Quân nói, giọng ông vững vàng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người ở đây đều xứng đáng có được sự bình yên. Những linh hồn dần dần lùi lại, sự phản kháng của họ yếu dần. Lâm cảm nhận được sức mạnh từ bên trong, một sức mạnh mà chính anh cũng không ngờ tới. Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với nỗi đau, Lâm nói, bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giải thoát cho chính mình. Làm theo tôi, Quân nói, và cả ba người nắm chặt tay nhau. Họ đứng giữa những linh hồn, như những người chiến binh trong cuộc chiến không thể tránh khỏi. Hãy để chúng tôi tự do, họ cùng nhau thét lên, ánh sáng bỗng nhiên bùng lên, chiếu rọi từ lòng họ. Những linh hồn xung quanh chao đảo, ánh sáng ấy như một sức mạnh kéo họ lại gần nhau. Linh cảm nhận được sự hòa quyện của quá khứ và hiện tại, những kỷ niệm đau khổ dần tan biến, nhường chỗ cho hy vọng và ánh sáng. Tha thứ cho nhau, giải thoát cho nhau. Lâm kêu lên, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bước ra khỏi bóng tối. Những bóng ma xung quanh bắt đầu lùi lại, như những cơn sóng vỗ về bờ cát. Linh, Quân và Lâm cùng nhau đứng vững vàng, ánh sáng từ lòng họ càng lúc càng mạnh mẽ. Chúng ta không còn phải sợ hãi nữa. Quân la lớn, hãy đi theo ánh sáng. Ánh sáng bùng lên như một ngọn lửa. Những bóng ma xung quanh bắt đầu tan biến, những tiếng gào thét dần dần im bặt. Linh, Quân và Lâm cảm nhận được sự nhẹ nhàng, như thể những gánh nặng đã được gỡ bỏ. Cảm ơn các anh, Linh nói, giọng cô dịu dàng. Cuối cùng tôi cũng có thể siêu thoát. Quân quay sang nhìn Linh, ánh mắt ông tràn đầy yêu thương. Tôi sẽ mãi mãi yêu em, ông nói. Dù em có ở đâu, tôi sẽ luôn nhớ về em. Lâm đứng bên cạnh, nước mắt lăn dài trên má. Tôi hạnh phúc vì đã giúp được cô, anh nói. Hy vọng cô sẽ tìm được bình yên. Khi Linh mỉm cười, ánh sáng từ lòng họ càng lúc càng mạnh, như một ngọn lửa bùng cháy. Và rồi, trong một khoảnh khắc kỳ diệu, cô biến mất trong ánh sáng. Những linh hồn khác cũng dần tan biến, để lại không gian yên bình bên trong ngôi nhà cổ. Khi ánh sáng tan biến, Quân và Lâm đứng giữa không gian tĩnh lặng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chúng ta đã làm được, Quân nói, giọng ông đầy cảm kích. Cảm ơn anh, Lâm. Nếu không có anh, tôi không biết điều này có thể xảy ra hay không. Đó là một hành trình đáng nhớ, Lâm đáp, lòng anh ngập tràn niềm vui và sự thanh thản. Hy vọng rằng những linh hồn khác cũng sẽ tìm thấy con đường về với ánh sáng. Sau đó, cả hai người rời khỏi ngôi nhà cổ, lòng đầy hy vọng. Bên ngoài, bầu trời đã sáng lên, những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi xuống phố phường Hà Nội, xua tan những bóng đen của quá khứ. Ngôi nhà cổ số 28 phố Hàng Bông giờ đây không còn là nơi chứa đựng những nỗi đau mà trở thành biểu tượng của sự giải thoát và yêu thương. Những người dân trong khu phố không còn thì thầm về những bóng ma, mà thay vào đó là những câu chuyện về sự can đảm và tình yêu. Lâm quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, lòng nhẹ nhõm. Anh biết rằng mọi chuyện đã kết thúc và một chương mới đang bắt đầu. Mong rằng những người đã khuất sẽ tìm được bình yên, anh thầm nghĩ, rồi bước đi về phía mặt trời, nơi mà ánh sáng luôn rực rỡ và hy vọng vĩnh cửu.